Nhìn vào hình ảnh dưới đây, tất cả chúng ta đều biết đây là các ký tự trong toán học. Vậy có bao giờ các bạn tự hỏi các ký tự này xuất hiện như thế nào và tại sao lại được dùng chung cho toàn thế giới? Hãy cùng cô Hiền tìm hiểu về sự xuất hiện của ký tự đặc biệt trong toán học ra đời như thế nào nhé! Vào thế kỷ thứ 16 xa xưa, nhà toán học Robert Ricardo đang đau đầu vì việc phải biết cụm từ bằng với một cách lặp đi lặp lại. Nhưng nhà toán học thông minh này đã nghĩ ra một giải pháp siêu độc. Anh ta sử dụng hai đường thẳng song song như một cách biểu thị sự bằng nhau. Ôi, tại sao không nghĩ ra ngay từ đầu nhỉ? Đến một lúc, dấu bằng trở nên phổ biến và ngày càng nhiều nhà toán học yêu thích và dùng ký hiệu này. Cuối cùng, nó trở thành ký hiệu phổ biến, thể hiện sự ngang bằng. Wow, toán học thật là mê hoặc và linh hoạt đấy! Dấu bằng không phải là ký tự duy nhất gây chú ý đâu. Hãy nhìn vào ký hiệu sau đây. Dấu cộng bắt nguồn từ sự rút gọn của từ Latin et, nghĩa là và. Thật thú vị, phải không nào? Trong toán học, việc chọn ký hiệu có thể đôi khi không có lý do hợp lý, nhưng cũng có lúc chẳng có lý do gì cả. Nhà toán học Christian Klamm đã đưa ra ký hiệu dấu chấm than cho giai thừa chỉ để viết nhanh và gọn hơn mà thôi. Đôi khi sự sáng tạo cũng là chìa khóa để giúp chúng ta tránh lặp đi lặp lại các từ hoặc câu quá dài khi diễn đạt các ý tưởng toán học không? Chúng thực sự là siêu anh hùng biểu diễn đấy. Các ký hiệu thường là các chữ cái từ bảng chữ cái Latin hoặc Hy Lạp. Chúng thay thế cho các số cụ thể mà chúng ta thường xuyên sử dụng nhưng lại quá rườm rà hoặc không thể viết đầy đủ. Còn nhớ dấu nhân và ký hiệu mũ nữa không? Chúng giúp ta rút gọn các phép tính, lặp đi lặp lại thành một biểu thức duy nhất. Khi bạn muốn nhân một số với chính nó nhiều lần, chỉ cần sử dụng số mũ để cho mọi người biết rõ phép tính đó được lặp đi lặp lại bao nhiêu lần. Và nếu bạn nhìn thấy ký hiệu tổng sigma, hãy biết rằng nó giúp chúng ta rút gọn một chuỗi dài các số cộng với nhau thành một ký hiệu duy nhất. Thật là tiện lợi và thông minh phải không? Nhờ các ký hiệu này, toán học trở nên nhỏ gọn và dễ hiểu. Hãy thử viết một dãy các phép toán này nhé. Đầu tiên, nhân một số với 2, trừ đi 1, nhân kết quả với chính nó, rồi chia cho 3, cuối cùng cộng thêm 1. Nếu mà không có ký hiệu và quy ước, chúng ta sẽ phát ngán trước một đống chữ dài dòng và hỗn độn. Nhưng nhờ các ký hiệu thông minh này, chúng ta có thể diễn đạt một cách dễ dàng và thú vị. Vậy là chúng ta đã khám phá ra các ký hiệu toán học ra đời như thế nào rồi đấy, và lý do tại sao phải sinh ra chúng. Các bạn hãy nhớ rằng các ký tự đặc biệt trong toán học không chỉ là những dấu hiệu lạ mà chúng ta thấy trên giấy đâu. Nó là ngôn ngữ của sự logic và sự sáng tạo, là công cụ để khám phá và hiểu thế giới xung quanh. Và nếu không có nó thì bây giờ chúng ta học toán vất vả lắm đấy. Hãy không ngừng sáng tạo và tìm ra những thứ mới để giúp cho cuộc sống chúng ta tốt hơn các con nhé. Đừng ngại thử và sai lầm. Đó chính là bí kíp của những người thành công. Cô Hiền chúc các bạn luôn vui vẻ và thành công trên con đường chinh phục toán học và cuộc sống nhé. Đừng quên like và subscribe kênh Toán Cô Hiền nhé.